Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11 ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả công cho họ, từ người đến sau hết đến người đến trước hết. Vậy, những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắc bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô. Thưa anh chị em, ông chủ trong tin mừng kể ra cũng lạ, cũng khác người. Nhưng mà chúng ta xét lại thì cũng không phải là vô lý. Là bởi sao vậy? Ông chủ ngỏ lời với những kẻ từ ban đầu thỏa thuận với họ. Những người ban đầu đến làm vườn nho của ông với giá thỏa thuận, không hề có bất cứ một khế ước gọi là lòng nhân từ nào ở đây. Rồi những người đứng sau thì ông chủ lại bảo hãy làm vườn nho ta và không có thỏa thuận gì cả. Cho nên là những người đến trước họ làm với thỏa thuận thật sự. Những người đến sau và ông chủ mời vào làm, cứ thế mà họ vào, họ đặt tất cả niềm tin của mình cho ông chủ. Họ đặt tất cả sự uy tín mà mình có thể có được nơi ông chủ, và ông chủ có trong chính lòng của họ để họ vào mà làm thôi, không hề có sự ngã giá. Và ông chủ này còn có cái kỳ hơn nữa, đó là chiều đến trả công thì thôi, cái anh đến trước trả cho nó trước rồi nó đi, mình có trả sau cho cái người đến sau bằng cái người đến trước thì cái người đến trước đã đi mất rồi, chả biết đâu mà ganh tị với phân bì. Đằng này không, chơi ngông thật. Ông ấy trả tiền cho người đến sau, tức là cái anh làm sau nó đi về trước, trả tiền sau là nó cầm nó về chứ còn gì. Cái anh đến trước đã đến từ sáng sớm mà bây giờ còn phải được trả tiền sau bao cuối mới được đi, làm cho người ta hy vọng chứ. Người ta đứng, nghĩa là người ta sẽ nghĩ rằng ông chủ này trả cho cái anh đến sau cùng bấy nhiêu tiền thì chắc có lẽ mình cũng được hy vọng.
ông ta tốt thế thì chắc là mình được hy vọng, cuối cùng thất vọng. Thế nhưng thưa anh chị em, đó là cách nghĩ của con người, đó là logic của con người. Còn đối với Thiên Chúa thì khác, lòng nhân từ của người, có cách của người. Trong tin mừng hôm nay, không phải là Chúa Giê-xu trả lời với tất cả những người đến trước, mà Thánh Ma-thi-ô cho biết là ông chủ trả lời với một trong những kẻ ấy rằng: ta muốn để cho những người đến sau bằng bạn, ta không có quyền sao? Như vậy, trong số những kẻ làm vườn nho cho ông, có những con người cũng rất quảng đại, có những con người sống đúng tư cách là một đầy tớ, là một người làm công trong nhà của chủ mình, trong vườn của chủ mình. Dĩ nhiên, vẫn có những lợn cợn, vẫn có những hạt sạn, và đấy là những hạt sạn mà Chúa Giê-xu cần phải trả lời cho họ, và Hội Thánh cần phải để ý đến họ. Phải chăng đấy là cách mà chúng ta suy nghĩ về dụ ngôn hôm nay với đoàn chiên của Chúa? Nói chung là cả Hội Thánh rộng lớn, nhưng nói riêng là từng người trong giáo xứ chúng ta, từng người trong cộng đoàn chúng ta. Vẫn có những anh chị em tốt lành, và tôi xin lỗi anh chị em, có khi các linh mục cũng phải nhìn vào những con người tốt lành mà mình đang chăn dẫn họ, để mình học lấy đời sống của họ đúng tư cách mà họ đã dành cho Thiên Chúa. Không hề tính toán, không hề ca cẩm, không hề có bất cứ một so đo, một chút phân bì nào. Họ những con người đầy tâm, không phải đầy tâm theo nghĩa là mình gán mọi thứ trong tâm mình. Họ đầy cái tâm của mình dành cho Thiên Chúa, dành cho ơn gọi của họ, dành cho nước trời, dành cho một chiều kích thiêng liêng sâu thẳm trong lòng họ. Họ sống đơn sơ, sống để tín thác, sống để mặc cho Chúa đẩy đưa cuộc đời của họ. Dòng đời của họ là thánh ý của Chúa được thể hiện, có thể nói được như vậy. Nhưng trong số chúng ta, trong số những anh chị em, trong số những người được Hội Thánh lãnh đạo, cũng có biết bao nhiêu con người mà ở đó làm nên những điều trái khuấy, làm nên những tai tiếng, làm nên những điều tối tăm, và làm cho đời sống của chính họ trở thành tối tăm đã vậy, nhưng họ thể hiện sự tối tăm đấy thì cả cộng đoàn chúng ta cũng bị ảnh hưởng, cả cộng đoàn chúng ta cũng bị vạ lây. Và như thế, Chúa muốn trả lời cho những người như thế về đời sống của họ: hãy chỉnh đốn và hãy xem lại lòng nhân từ của Chúa, để không phải họ theo Chúa vì bất cứ lý do nào, mà hãy chỉ theo Chúa với một điều thôi: tình thương của Chúa mời gọi tôi, để họ có thể tự uống nắng mình. Chúa bảo: ta trao cho những kẻ này như ngươi, ta không có quyền sao? Sao ngươi lại ganh với lòng nhân từ của ta? Lời đấy là lời cần để được trả lời cho những kẻ như những hạt sạn ở trong một nhóm con người có thể nói là đã trở nên tốt, đã trở nên môn đệ của Chúa Kitô thật sự. Nếu ta hiểu như vậy thì dụ ngôn không có gì quá đáng, nếu ta hiểu như vậy thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn trong logic mà chúng ta có thể suy nghĩ. Thưa anh chị em, xin Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, Đấng đã toàn tâm phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính, Ngài có một đời sống hết sức gần gũi với Chúa. Dù là giáo hoàng, nhưng Ngài sống đơn sơ. Chính trong cái đơn sơ ấy, Ngài lại có những tâm tình rất sâu sắc. Ngài để lại nhiều tác phẩm chống lạc giáo ở trong Hội Thánh. Với những tác phẩm đó, người ta nói những tác phẩm chống lạc giáo, chống sự lộn xộn trong Hội Thánh của thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 như những lá chắn để bảo vệ đức tin, như những thanh gươm để có thể trả thù lại với kẻ thù đang chống đối giáo hội. Nghĩa là ngòi bút của Ngài thật sâu sắc, xuất phát từ con người đơn sơ, nhưng lòng đơn sơ ấy có tình yêu dành cho Thiên Chúa, thì tự nhiên những điều
Ngài dành cho Thiên Chúa đã trở thành những vũ khí sắc bén cho đức tin của Hội Thánh. Nếu chúng ta sống được như vậy, thì quả thật chúng ta trở thành những con người tốt hôm nay, trở thành ít ra những khuôn mặt hóa lại, khuôn mặt của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 trong Hội Thánh hôm nay, để làm cho Hội Thánh bớt đi những mảng tối do biết bao nhiêu anh em chúng ta đã gây nên, làm cho Hội Thánh bớt đi những điều có thể nói là trở thành những gương mù trong Hội Thánh, nhất là trong anh em chúng ta có những kẻ đã gây nên tai tiếng trong giáo hội và trong cộng đoàn, để chúng ta có thể đi đến đâu người ta nói tới tên của cái địa danh của mình thì người ta đều có thể trề nhúng, đều có thể nhíu mày. Thì chúng ta ngược lại phải làm cho danh thánh của Chúa có thể ngự trị và sáng lên trong cuộc đời mình qua tất cả những chiều sâu của đời sống, theo cách mà Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã để lại cho Chúa Kitô và cho Hội Thánh, và cũng là theo cách mà Thánh ý Chúa muốn chúng ta qua những gì Dụ Ngôn đã dạy chúng ta.